Rồi, xin chào các bạn. Ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chuyển kênh chính sang kênh thương hiệu. Thì đầu tiên các bạn kênh chính sang kênh phụ, tức là chuyển kênh chính sang kênh thương hiệu. Thì đầu tiên các bạn cũng đã biết được là cái tầm quan trọng của việc chuyển kênh chính sang kênh thương hiệu, đó là để giữ cho cái Gmail nó được an toàn và nó liên quan đến là cái tài khoản AdSense của các bạn, tức là tài khoản GA đó các bạn nhé. Thì đầu tiên các bạn vào trang chủ youtube.com, tiếp đến các bạn vào kênh YouTube. Đấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển kênh. Và các bạn trước khi chuyển đổi kênh chính sang kênh phụ thì các bạn phải phải tạo ra một cái kênh phụ, một kênh phụ đấy nhá, một kênh thương hiệu đấy. Thì nếu mà các bạn chưa tạo ra kênh thương hiệu thì nó sẽ khi các bạn di chuyển thì nó sẽ xóa hết cái kênh chính và kênh phụ, thì để là nơi để mình lưu trữ cái dữ liệu của kênh chính này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển kênh chính sang kênh thương hiệu nhé. Đầu tiên các bạn bấm vào cái ảnh thương hiệu của kênh của bạn. Tiếp đến là các bạn vào phần cài đặt. Rồi, ở đây thì các bạn bấm cho mình là thêm hoặc cái phần ở giữa này, thêm hoặc quản lý các kênh của bạn. Rồi, ở đây thì mình sẽ phân tích cho các bạn một số vấn đề quan trọng. Ở đây là kênh kỹ sư tin nhắn này là của mình là kênh chính hiện tại mình đang dùng. Còn cái kênh tập gym này của mình có hai người đăng ký vào một video là kênh phụ. Nhưng mà mình nếu mà các bạn mình muốn chuyển cái này, kênh chính của mình qua sang kênh thương hiệu này, thì cái tên tập gym này thì nó sẽ trở thành kênh chính của mình. Nhưng mà và cái video video này và hai người đăng ký này sẽ biến mất. Nhưng mà cái quan trọng là cái tên kênh tập gym này thì mình không muốn dùng. Cho nên thì các bạn nếu muốn chuyển từ kênh chính sang kênh thương hiệu thì các bạn vào phần tạo cái một cái kênh mới, tức là cái kênh trắng hoàn toàn. Mục đích cho việc này thì để khi các bạn di chuyển cái kênh chính sang cái kênh mới này thì nó sẽ không bị mất các cái video mà các bạn hoặc là các cái hoặc là người đăng ký. Và việc quan trọng hơn là đó là cái tên mà bạn mong muốn. Nhưng mà cái bạn cần phải chú ý đó là không được tạo trung tên về kênh chính này nè. Nếu mà bạn nào mà tạo trung tên về kênh chính này thì bạn sẽ bị vi phạm spam, là coi như là bị xóa hoàn toàn kênh chính luôn nha, bị xóa sạch luôn, không thể di chuyển được nha. Đấy, việc thứ nhất là các bạn phải lưu ý cho mình như vậy. Rồi, ok, tiếp đến mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo kênh mới. Các bạn bấm vào tạo kênh mới. Rồi, ở đây thì các bạn gõ vào đây cái tên kênh mới của bạn muốn tạo. Để tạo một kênh mới mà nó đúng với cái mong muốn của các bạn thì các bạn phải chuẩn bị từ trước. Và nó phải là một kênh chuẩn bị cái tên của cái kênh của các bạn. Lưu ý là không được tạo trùng tên với là kênh chính nha các bạn. Ở đây mình sẽ tạo một cái tên mới của mình.
bạn nhớ là cái tên chính của mình là tên tên có dấu nha, mình tạo tên không có dấu và thêm nha. Mình sẽ tạo là sư tên Nguyễn Phico. Đây các bạn, mình sẽ tạo kênh này. Đó, kênh mới là kênh lưu ý quan trọng là không được trùng tên với kênh chính nhé. Và nào mà trùng tên đâu sẽ bị mất hết kênh chính ạ. Rồi, các bạn gõ tên xong đây, các bạn bấm vào tạo. Đây, thì khi mình tạo xong thì nó đã có một cái giao diện trang chủ như thế này. Đó, có đầy đủ các cái chức năng của việc tạo video lên, tại video rồi việc bình luận, nói chung là nó y chang như cái một cái kênh chính của mình, đầy đủ các chức năng nha các bạn. Rồi các bạn tiếp cho mình là bấm vào cái biểu tượng này và các bạn bấm vào tiếp là chuyển đổi tài khoản. Rồi các bạn vào tiếp cái kênh chính của mình, kênh chính của các bạn ấy, mình sẽ vào cái kênh chính của mình thì sự tình nguyện có dấu lên các bạn nha, 210 người đăng ký. Rồi hiện tại thì mình đang vào kênh chính của mình, các bạn bấm tiếp vào cái biểu tượng kênh chính này, rồi các bạn vào tiếp phần cài đặt. Bạn vào tiếp phần ở bên này cài đặt nâng cao, hoặc là ở dưới này có một cái cài đặt nâng cao đây các bạn. Bạn vào chỗ nào cũng được, mình vào xem cài đặt nâng cao. Đây thì ở trong này thì nó có ID người dùng, mà nhận dạng kênh. Đó. Rồi đến là phần mình đang hướng dẫn cho các bạn, đây là phần di chuyển kênh này. Thì các bạn bấm vào phần này thì nó sẽ di chuyển đến cái kênh lúc nãy mình đã tạo. Rồi tiếp lên sẽ mình sẽ di chuyển, mình sẽ bấm vào đây, nó sẽ hỏi mình là có tiếp tục xác minh để thực hiện cái việc di chuyển kênh hay không. Thì các bạn bấm vào xác minh là mình sẽ vào tiếp theo. Ở đây là nó hỏi mình là có chắc chắn là mình đang làm việc này hay không, và có một cái thiết bị mình đang dùng nó, cho nên là nó bảo là sẽ hỏi lại mình, thì mình trả lời là có. Tiếp rồi ở trên hiện tại thì nó bảo ở trên máy tính máy điện thoại là bạn đang cố gắng thay đổi cài đặt YouTube của mình. Đấy, thì mình trả lời là có. Mà các bạn không trên điện thoại mà các bạn không trả lời là nó cũng bấm chữ không, cái là nó khóa ngay nha các bạn. Rồi mình sẽ nhập cái mã vào, mã của Google rồi. Rồi mình đã nhập cái mã. Đây nó sẽ nó sẽ hỏi mình tiếp là chuyển chuyển kênh YouTube của bạn sang một tài khoản khác. Đó.
Thì ở trong này nó phân tích là có này, bao gồm các video này, số lượt thích và của kênh này, từ tài khoản này sang một tài khoản khác. Hiện tại kênh của mình là đang có 210 người đăng ký và có 30 cái video. 8 danh dự phát. Rồi, giờ này thì có hai tài khoản thương hiệu, mình sẽ chọn cái tài khoản thương hiệu của mình vừa mới đặt xong, tài khoản sư tư nguyện Official. Rồi mình bấm vào thay thế. Các bạn khi các bạn bấm vào đấy thì nó hiện ra cửa sổ như thế này. Ở trong này thì nó hỏi là hiện tại các bạn thấy là ở đây nó có một cái giao diện của năm 2021, nó khác với cả cái cách chuyển đổi năm 2020 trở lại nha các bạn. Hiện tại thì nó cái giao diện chuyển đổi nên nó khác. Thì trong này nó hỏi là nếu bạn chuyển đổi tài khoản kỹ sư tư nguyện thì kênh hiện tại sẽ bị xóa, tức là cái kênh kỹ sư tư nguyện có dấu là nó bị xóa nha các bạn. Rồi, các nội dung xóa thì sẽ có ba cái nội dung, đó là cái bình luận trên YouTube, thứ hai là các cái phản hồi của bạn và những người là bình luận, thứ ba đó là cái lịch sử tìm kiếm kênh YouTube của các bạn. Rồi, các bạn đồng ý thì tích chuột vào đây, mình tích chuột vào đây và tiếp tục. Rồi, các bạn bấm là xóa kênh. Thầy cái giao diện cái giao diện này rất là mới các bạn. Một số bạn nếu mà không thao tác đúng là coi như cái kênh của mình sẽ bị mất luôn nha các bạn nha. Cố gắng mà ở đây mình cập nhật mới nhất cho các bạn. Đây các bạn thấy là cái kênh chuyển khỏi tài khoản, kênh đang kết nối với tài khoản này này. Đây là kênh chính của mình này, cái sư tình người ở trên này, này. Đó các bạn. Rồi, cái kênh mới của mình vừa tạo này thì ở trong này nó bảo luôn này sẽ có 210 người đăng ký, 30 video và 8 người xuất phát đó. Rồi, chuyển qua kênh mới này của mình. Rồi mình bấm tiếp là những cái thay đổi sẽ xảy ra khi xóa kênh này là cái tên tên kênh của bạn này sẽ được cập nhật trên khắp YouTube này đó. Cái đường dẫn về kênh của bạn nó sẽ không thay đổi, nhưng mà cái bình luận á không thể chuyển, bình luận cũ của kênh của bạn thì nó sẽ không thể di chuyển qua. Các tùy chọn về bộ lọc cộng đồng không thể chuyển theo, tức là ấn vào cái duyệt một số người dùng á. Rồi cái này thì mình không cần thiết bằng các bạn. Rồi ok nha, mình tiếp đây các bạn bấm vào di chuyển kênh, các bạn đọc kỹ rồi các bạn bấm vào di chuyển kênh. Cố gắng thao tác nhanh nha các bạn, mình vừa làm vừa hướng dẫn cho các bạn nên cũng hơi lo vì mất điện hoặc là về mạng có vấn đề cái là nó xóa kênh kênh của mình luôn. Vậy các bạn làm thì các bạn phải ghi nhớ là phải làm nhanh nha, di chuyển kênh. Rồi mình đã bấm vào di chuyển kênh. Đây nó bảo giờ này này đã chuyển xong kênh YouTube của bạn. Ta mình đã di chuyển kênh xong rồi các bạn nhé, mình tắt trình duyệt và mình sẽ vào lại. Đây mình vào lại phần chuyển đổi tài khoản.
Hiện tại thì nó đã chuyển qua cái kênh mới của mình rồi này các bạn nhá. Mình bấm vào kênh Thực sự tiếng Việt Official. Đây. Mình vào tiếp là kênh của bạn. Đây các bạn, thì nó đã chuyển toàn bộ cái người đăng ký qua kênh mới của mình. Về cái giao diện với các cái phần mà mình đã thiết lập từ trước thì nó cũng thay đổi gì. Nhất là các cái video thì nó vẫn diễn viên nha các bạn. Đây các cái danh sách phát của mình đã tạo này. Đó. Vậy là mình đã tạo thành công cái chuyển đổi kênh chính sang kênh phụ. Nếu mà các bạn làm thì theo cách của mình làm nó y chang như vậy. Và các bạn nhớ làm khi chuyển đổi kênh chính sang kênh phụ phải làm thật nhanh nha. Tại vì là nó tránh trường hợp là bị trong khi làm mình bị mất điện rồi là bị mất mạng internet thì nó sẽ xóa kênh mình viện luôn. Để các bạn hiện tại cái mình sẽ vào loại trang chủ YouTube rồi mình sẽ đăng nhập ở đây là lúc nãy các bạn thấy là cái kênh chính của mình là nó kênh cái sự tương đối nó không không có kênh YouTube nha các bạn nha, nó tức là các bạn chuyển qua thì nó là một kênh trắng rồi. Chuyển đổi lại này, đây các bạn thấy là nó không có kênh này, tức là đây là kênh chính của mình này. Đó, còn kênh mới mình vừa tạo xong thì là kênh cái sự tương đối này là nó là có video. Đấy gọi là kênh thương hiệu nha các bạn. Để phát triển cái kênh thương hiệu này thì nó có cái lời là nó tránh spam kênh rồi bảo vệ cái Gmail của các bạn, tài khoản Google Adsense. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong phần chuyển đổi kênh chính sang kênh phụ, cách thiết lập để chuyển đổi và các cái bước để chuyển đổi thành công từ kênh chính sang kênh thương hiệu. Hy vọng video này giúp ích cho các bạn trong việc chuyển đổi kênh chính sang kênh thương hiệu. Ở video này là mình đã chuyển đổi cách chuyển đổi là nó có cái giao diện mới nhất của năm 2021. Cho nên các bạn như khi các bạn thấy ở các cái video hướng dẫn về trước ấy, nó sẽ có cái giao diện nó hướng dẫn nó khác nha. Đây là mình hướng dẫn cho các bạn năm 2021 mới nhất luôn nha các bạn. Rồi hy vọng video này giúp ích các bạn trong việc chuyển đổi kênh chính sang kênh phụ. Các bạn thích video này của mình thì ủng hộ bằng cách đăng ký. Có phản hồi thì các bạn nhấn vào comment. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thân chào các bạn.